Hello mọi người, lại là mình đây, mình là Tam. Thì với vlog lần này mình xin chia sẻ với tất cả các bạn đó là 6 mẹo để có thể giúp cho các bạn nam có được một sự chỉnh chu trong việc ăn mặc. Mình đã áp dụng 6 mẹo này trong cái việc ăn mặc hàng ngày của mình và mình cảm thấy nó rất là hữu ích. Các bạn có bao giờ gặp trường hợp khi mình mặc một chiếc áo sơ mi công sở mà size nó nhỏ quá thì mình sẽ bị lộ cái phần thịt ở đây? Thì cái việc mà để người khác thấy cái phần thịt đó thì mình nghĩ nó sẽ không hay tí nào. Thì trong trường hợp như vậy, thường là các bạn sẽ rút kinh nghiệm cho cái đợt mua sắm lần sau của mình. Hai là các bạn mặc kệ nó luôn. Thì mình có một giải pháp ở đây, đó là băng keo hai mặt. Cái cách làm là các bạn sẽ dán băng keo hai mặt vào cái phần áo mà nó bị chật và nó bị hở thịt, thì lúc đó vấn đề sẽ được giải quyết. Và tiếp theo là mẹo thứ hai, thì mẹo này cũng liên quan tới áo sơ mi luôn. Mình là một người là rất là thích vận động nên khi mình mặc những chiếc áo sơ mi công sở hoặc là những chiếc áo sơ mi nó có dáng hơi hơn một tí thì mình cảm thấy là rất bị hạn chế trong cái việc vận động. Ngoài những cách thông thường để giữ áo sơ mi, giống như là bỏ áo sơ mi vào quần lót hoặc là cuốn áo sơ mi hai bên sườn rồi mình bỏ vào quần, thì hôm nay mình đã tìm hiểu được một phương pháp khác, đó là shirt stay. Mình cũng không biết dịch qua tiếng Việt là chính xác là như thế nào để cho các bạn dễ hiểu, nhưng mà nôm na shirt stay giống như là một cái công cụ để có thể giữ tà áo của bạn ngăn nắp và cố định trong cái lúc mà bạn vận động. Công dụng của em này giống như là một cái dây neo nối từ tà áo với vớ của mình, thì nó sẽ giữ cho cái tà áo của mình nó sẽ không có bị bung ra trong lúc mà mình vận động. Và mẹo thứ ba đó là cách chọn vớ sao cho phù hợp. Thì theo mình thấy đa số các bạn nam không có chăm chút đến món phụ kiện này. Có lẽ là vì nó ẩn sâu trong những lớp giày và lớp quần nên các bạn sẽ không chăm chút đến nó. Nhưng đã đến lúc các bạn phải thay đổi quan điểm đó. Vì khi các bạn chọn cho mình được một đôi vớ phù hợp với một chiếc quần bạn đang mặc và đôi giày bạn đang mang, sẽ mang lại cho bạn một sự gọn gàng và chỉnh chu nhất định. Những đôi vớ kết hợp với quần tây và quần Âu thì các bạn nên chọn loại cổ cao để khi các bạn ngồi xuống sẽ không có bị hở da và thịt. Còn đối với những đôi giày lười hoặc là sneaker thì các bạn nên chọn những đôi vớ cổ thấp hoặc là tàng hình. Và đặc biệt các bạn không nên mang vớ màu trắng với lại bất kỳ loại giày tây nào. Và tiếp thứ tư đó là hãy chọn cho mình một chiếc quần có độ dài phù hợp. Một trong những lỗi mà mình hay gặp ở đàn ông đó là mặc quần nó quá dài. Mặc một cái chiếc quần dài như vậy thì quần nó sẽ đùn đẩy thành một mớ ở chân, sẽ khiến bạn trông rất là lôi thôi. Để giải quyết vấn đề này, các bạn có thể xắn ống quần của mình lên hoặc là mua cho mình một chiếc quần mới để có một cái form dáng mà nó phù hợp hơn. Hoặc là một cách đơn giản hơn là các bạn đến những tiệm sửa đồ để có thể nhờ người ta lên lai quần cho mình. Thì chỉ với tầm cỡ 20 đến 30 ngàn thôi thì các bạn có thể sửa chiếc quần mà thụng thình của mình thành một chiếc quần mà nó có dáng nó phù hợp hơn với bạn. Bên cạnh những trang phục hàng ngày giống như là áo thun, áo sơ mi hoặc là polo, thì vào những dịp quan trọng hoặc là đi tiệc thì mình sẽ chọn vest. Nói đến vest thì mình sẽ đến mẹo thứ 5, đó là cài nút áo vest đúng cách. Theo mình để ý, đa số các bạn nam lúc mà mặc vest thì cài hết tất cả các nút với suy nghĩ là nó sẽ ôm người và nó vừa vặn hơn. Nhưng mà đây là một sai lầm khá là cơ bản. Có nhiều loại vest khác nhau và mỗi loại đều có cách cài nút riêng. Nhưng điểm chung của các loại vest là bạn không được cài nút cuối cùng của áo. Trước khi tìm hiểu thông tin này, mình cũng đã có suy nghĩ là mặc vest sẽ cài hết tất cả các nút để nó vừa vặn hơn với người. Nhưng khi biết rồi thì mình sửa ngay. Vì cài nút vest đúng cách không chỉ thể hiện bạn là một người biết mặc đồ mà còn sẽ làm cho bộ vest và bạn trông đẹp hơn. Thêm một gợi ý để bạn không phải phân vân suy nghĩ nên cài nút như thế nào, thì hãy chọn cho mình một chiếc áo vest thông thường kiểu một nút. Với chiếc áo vest này, bạn có thể cài nút hay không cài là tùy ý, và bạn sẽ dễ dàng phối với áo sơ mi hay thậm chí là một chiếc áo thun thông thường, thì sẽ khiến cho outfit của bạn thêm đa dạng và trẻ trung hơn. Và đến với mẹo cuối cùng, đó là các bạn không nên mặc những chiếc áo thun có cổ quá sâu. Thì đối với những chị em phụ nữ khi diện những chiếc áo V-neck thì sẽ mang đến cảm giác ôm dáng và hấp dẫn hơn. Còn đối với cánh đàn ông chúng mình thì nó sẽ bị ngược lại. Thay vào đó, các bạn hãy chọn cho mình những chiếc áo thun cổ tròn mà có độ cổ nó không ôm quá mà nó cũng không rộng quá. Thì những chiếc áo này rất là lợi hại, các bạn có thể mặc mọi lúc mọi nơi cũng như là phối hợp với những trang phục khác. Nên hãy đầu tư cho mình một chiếc áo thun cổ tròn chất lượng. Và đó là 6 mẹo mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thì hy vọng sau video này các bạn có được cho mình vài cái mẹo hay ho bỏ túi để có thể cải thiện cái việc ăn mặc hàng ngày của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp mọi người vào các video lần sau. Mà khoan, nhớ like và subscribe channel của mình nha.